Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nhân ngày người cao tuổi mùng 1 tháng 10 và tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 có phóng sự phát huy vai trò tuổi cao gương sáng. Nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy trong trường học. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ tạm thời với sự ủng hộ áp đảo của Đảng Dân Chủ nhằm tránh đóng cửa chính phủ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện chỉ thị số 23 ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động gồm 7 nội dung chương trình, trong đó tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hoàn thiện thể chế chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý về giao thông, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung nguồn lực xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông. Thông qua các chương trình hành động nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Hòa Bình chú trọng thực hiện nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, thường xuyên quan tâm công tác phát triển đảng viên, ra soát sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp được thực hiện theo đúng quy định. Từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2023, Đảng bộ thành phố Hòa Bình đã kết nạp 490 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận đảng viên chính thức cho 477 đảng viên mới, nâng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 11.366 đảng viên, trong đó 11.214 đảng viên chính thức và 152 đảng viên dự bị sinh hoạt ở 69 tổ chức cơ sở Đảng, 413 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Cùng với đó, Thành ủy Hòa Bình cũng đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố. Huyện Tân Lạc có 34 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, đến nay chỉ còn 2 công trình hoạt động bền vững, 2 công trình hoạt động trung bình, 6 công trình hoạt động kém hiệu quả và 24 công trình không hoạt động. Hầu hết các công trình cấp nước tập trung sau khi hoàn thành được giao cho Ủy ban nhân dân các xã thị trấn quản lý vận hành. Tuy nhiên, phần lớn các công trình được khởi công từ lâu và đã hết khấu hao, xuống cấp trầm trọng, hư hỏng đường ống, bể chứa, không được nâng cấp bảo dưỡng thường xuyên nên không còn hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả. Hiện nay, người dân các xã vùng cao của huyện Tân Lạc như Vân Sơn, Quyết Chiến, Gia Mô, Lỗ Sơn, Phú Cường phải sử dụng các nguồn nước tự chảy được kéo từ các khe suối về không đảm bảo vệ sinh. Để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của người dân, cần dành nguồn kinh phí duy tu sửa chữa cũng như vận hành các công trình, đồng thời khuyến khích phát huy sự tham gia giám sát của cộng đồng trong quản lý khai thác, bảo vệ nhằm phát huy hiệu quả công trình. Giai đoạn 2018-2023, từ nguồn quỹ Mái ấm nông dân, huyện Kim Bôi đã hỗ trợ xây dựng được 18 nhà tình nghĩa với tổng số tiền 460 triệu đồng cho hội viên nông dân. Riêng từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân huyện đã rà soát và hỗ trợ được 3 nhà, mỗi nhà 30 triệu đồng. Hiện nay, toàn huyện có trên 18.660 hội viên nông dân. Những ngôi nhà mái ấm được xây dựng từ chính số tiền tự nguyện đóng góp của hội viên nông dân là 10.000 đồng một người một năm. Hội Nông dân huyện đã xây dựng chỉ tiêu mỗi năm, vận động xây dựng từ 2 đến 3 nhà mái ấm nông dân từ số tiền quyên góp.
Thời gian tới, các cấp hội nông dân trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục thực hiện vận động cán bộ hội viên đóng góp xây dựng nhà mái ấm nông dân, từ đó giúp nhiều hội viên nông dân có được ngôi nhà để họ an cư lạc nghiệp, vững tin trong cuộc sống. Ước đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội là 92.300 người, tổng số người tham gia bảo hiểm y tế là 795.500 người, đạt 90,4% dân số toàn tỉnh. Tổng số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 72.460 người. Để thực hiện được kế hoạch năm 2023, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,2% so với dân số. Trong các tháng cuối năm, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành và chính quyền địa phương phối hợp tích cực trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng cường công tác truyền thông chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ưu tiên tập trung các nguồn lực, đổi mới theo hướng hiện đại, đa dạng linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, chú trọng vận động hộ cận nghèo, mua thẻ bảo hiểm y tế theo đối tượng được ngân sách trung ương và tỉnh hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền lợi được thụ hưởng về bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh, nhất là trạm y tế các xã là cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, với tinh thần lương y như từ mẫu, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của người có thẻ bảo hiểm y tế, góp phần thiết thực vào việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp hội người cao tuổi tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực chăm lo cho người cao tuổi với những kết quả tích cực, từ đó phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, thiết thực góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Nhân ngày người cao tuổi mùng 1 tháng 10 và tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Tháng 7 năm 2022, ông Đỗ Nam Sơn, 72 tuổi, được vay 5 triệu đồng từ câu lạc bộ Liên Thế Hệ Tự Giúp Nhau, phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, để đầu tư nuôi ong lấy mật. Sau hơn một năm, ông Sơn đã có thể xuất bán mật và thu lãi hơn 10 triệu đồng. Khoản vay của ông Sơn có mức lãi suất 50.000 đồng một tháng, được ông trả lãi đủ và đúng hạn. Theo ông Sơn, mô hình nuôi ong là một mô hình phát triển kinh tế phù hợp với người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn vì đầu tư thấp. Nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương, thời gian thu hoạch không quá dài, không nặng nhọc và không tốn nhiều thời gian chăm sóc. Tôi có 15 đàn. Thế mà ví dụ như 2 tháng tôi lên mật ấy, thì mỗi một đàn của tôi thì cũng được, có đàn được 3 lít, có đàn 2 lít, cứ gọi là 20 lít mật đi. Thế thì cũng có một cái thu nhập nhỏ nhỏ như thế. Giá thị trường ấy là 200.000 một lít. Những người quen biết rồi, xa gần người ta biết rồi, người ta biết tên, người ta biết địa chỉ rồi, tức là người ta tự đến. Toàn tỉnh hiện có 151 cơ sở hội người cao tuổi với trên 118.000 hội viên. Một trong những hoạt động nổi bật của hội người cao tuổi các cấp trên địa bàn tỉnh trong những năm qua là các cấp hội phát động mạnh mẽ các phong trào tuổi cao gương sáng, người cao tuổi tham gia xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh có 30 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, có gần 40.000 người cao tuổi trực tiếp tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong đó có trên 1.200 người cao tuổi làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh. Thông qua các phong trào thi đua đã tạo động lực, cổ vũ, động viên, khích lệ người cao tuổi, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, giáo dục thế hệ trẻ. Tối thì là đến dưỡng sinh, buổi sáng là chi hội người cao tuổi đội bóng truyền hơi là cũng đã là ra sân vui vẻ động viên nhau. Có những người ta chưa thể là đánh bóng được nhưng mà mọi người đã luyện tập cho hoặc là gọi riêng ra để đánh những cái kiểu nào hoặc cái kỹ thuật như thế nào để người ta động viên nhau. Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi mùng 1 tháng 10 năm nay có chủ đề Gia đình và xã hội, hãy tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích và hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 nhằm khơi dậy truyền thống tốt đẹp, phát huy vai trò, đóng góp tích cực của người cao tuổi trong gia đình, xã hội hiện nay. Trong quá trình hoạt động ấy thì có thể nói là cái sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền. Nhưng mà song song với cái đấy thì đặc biệt là cái câu lạc bộ Liên Thế Hệ cũng là một trong những cái mô hình mà đảm bảo cho cái người cao tuổi là hoạt động. Trong gia đình thì cũng là trước hết là ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền
và đồng thời ông bà cũng là những người lớp người cao tuổi làm gương sáng cho con cháu học tập. Thời gian tới, để công tác chăm lo người cao tuổi ngày càng được tốt hơn, Hội Người Cao Tuổi tỉnh tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho hội viên. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ thể dục thể thao nhằm góp phần tăng cường sức khỏe cho hội viên, để người cao tuổi không chỉ được đảm bảo về quyền, lợi ích theo quy định, mà còn được quan tâm tạo mọi điều kiện để phát triển toàn diện. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay, nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy trong trường học. Nét đẹp ruộng bậc thang xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn. Thưa quý vị và các bạn, vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân đã bộc lộ những bất cập trong việc trang bị kỹ năng sinh tồn cho cộng đồng, một trong những nguyên nhân khiến số ca tử vong cao. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng thoát hiểm, phòng cháy, chữa cháy cho cộng đồng dân cư, trong đó có ngành giáo dục, đang được quan tâm. Các trường học trên địa bàn tỉnh đang chủ động xây dựng kế hoạch, ưu tiên các tiết học ngoại khóa, trang bị cho học sinh các kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm khi xảy ra sự cố. Phản ánh của phóng viên thời sự. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy, thời gian gần đây, tại trường tiểu học Trần Quốc Toàn, thành phố Hòa Bình, thường trình chiếu các video về kỹ năng phòng cháy chữa cháy và an toàn giao thông cho các em học sinh vào những phút đầu giờ. Không những thế, nhà trường còn lồng ghép vào giờ học chính khóa, sinh hoạt dưới cờ. Nhà trường thường xuyên phối hợp với lực lượng công an phường, tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy và an toàn giao thông cho các em. Ngoài ra, để phòng chống cháy nổ, tại các khu vực cầu thang bộ, phòng học chức năng, thư viện, nhà bếp đều được trang bị bình chữa cháy, với tổng số 80 bình. Ngay từ đầu năm học thì tôi là một giáo viên tổng phụ trách đội thì cũng đã phối hợp với nhà trường để xây dựng kế hoạch, để phối hợp với các tổ chức cũng như là đối với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh để có các cái biện pháp để tuyên truyền tới các em học sinh cũng như là có những cái bài học để giúp các em phòng cháy, tránh được các cái hỏa hoạn khi mà xảy ra. Bên cạnh những kỹ năng phòng chống cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn xảy ra cho trẻ em cũng vô cùng quan trọng. Đầu năm trong tháng 8 ấy, thì với cái phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh thì các em học sinh của nhà trường thì cũng được trang bị rất nhiều những cái kỹ năng. Nay bây giờ rất nhiều những cái vụ việc cháy xảy ra mà cũng nguyên nhân cơ bản thì do là cái cơ sở hạ tầng của mình là cũng chưa đạt yêu cầu, mà một cái vấn đề nữa đó là gì, một số kỹ năng cơ bản của người dân chúng ta cũng chưa có những kỹ năng để mà ta có thể thoát hiểm được cái việc phòng cháy chữa cháy trong cái chương trình trải nghiệm cho các cái khối trường phổ thông hiện nay. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hòa Bình có gần 70 trường học, các trường học đã và đang đẩy mạnh việc tuyên truyền trang bị kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, tập trung vào các nội dung như thoát nạn trong môi trường khói khí độc, sử dụng bình chữa cháy, dập tắt đám cháy. Trong các cái vụ cháy trên địa bàn thì cơ bản về cái thời điểm vàng của chữa cháy thì trong cái thời điểm vàng này nó chỉ 5 phút đầu. Thế nhưng mà trong quá trình chữa cháy thì cái kỹ năng của cái người chữa cháy hoặc gia đình chữa cháy hoặc cái nơi bị cháy là không được học cái kỹ năng ấy, cho nên là cái hậu quả của cái việc cháy là rất là nghiêm trọng. Chính vì vậy chúng tôi phải đưa những cái kỹ năng về thoát nạn, về cứu nạn cứu hộ và thoát nạn và kỹ năng chữa cháy đến tuyên truyền đến nhân dân và cũng như học sinh ở trong các nhà trường. Chủ động phòng cháy chữa cháy luôn được quan tâm bởi chỉ cần một phút lơ là, chủ quan, ngọn lửa có thể thiêu rụi tài sản chỉ trong chốc lát. Với việc trang bị đầy đủ hơn các kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm tại trường học sẽ góp phần quan trọng để các em ứng phó tốt hơn khi sự cố xảy ra. Chuyển sang các tin tức quốc tế, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ tạm thời với sự ủng hộ áp đảo của Đảng Dân Chủ sau khi Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Kevin McCarthy từ chối yêu cầu trước đó của những người theo đường lối cứng rắn trong đảng về một dự luật đảng phái. NBC News đưa tin hôm 30 tháng 9 rằng Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ lưỡng đảng để tránh việc chính phủ đóng cửa, nhưng thỏa thuận này hiện thiếu viện trợ quốc phòng bổ sung cho Ukraine.
Ngày 30 tháng 9 là ngày cuối cùng để Quốc hội Mỹ thông qua luật tài trợ mới cho chính phủ. Sự luật mới nhất được Hạ viện thông qua sẽ giữ chính phủ hoạt động thêm 45 ngày nữa, nhưng vẫn phải được Thượng viện thông qua. Sự luật dự kiến cũng sẽ được thông qua trước nửa đêm theo giờ địa phương. Bước đi này đánh dấu một sự thay đổi to lớn so với đầu tuần khi việc đóng cửa có vẻ như không thể tránh khỏi. Đóng cửa có nghĩa là hầu hết trong số 4 triệu công chức chính phủ sẽ không được trả lương, dù họ có làm việc hay không, và cũng sẽ đóng cửa một loạt các dịch vụ liên bang, từ các công viên quốc gia đến các cơ quan quản lý tài chính. Chính phủ Nga vừa tiết lộ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng thêm 70% vào năm tới. Điện Kremlin đã đệ trình kế hoạch ngân sách trong 3 năm tới lên Hạ viện vào thứ Sáu. Theo kế hoạch, chi tiêu quốc phòng năm tới sẽ tăng lên gần 10,8 nghìn tỷ rúp, tương đương hơn 111 tỷ USD. Con số này dự kiến sẽ chiếm 6% GDP, cao hơn gấp đôi so với mức 2,6% vào năm 2021. Hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng việc tăng chi tiêu quốc phòng là hoàn toàn cần thiết. Ông cho biết một cuộc chiến tranh hỗn hợp đã được phát động chống lại Nga và Moscow đang tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, và điều này đòi hỏi chi tiêu lớn. Armenia đã yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế đảm bảo rằng Azerbaijan không đàn áp người dân tộc Armenia ở khu vực tranh chấp giữa hai quốc gia. Azerbaijan đã thực hiện hành động quân sự vào ngày 19 tháng 9 trên khu vực Nagorno-Karabakh. Armenia thua trong cuộc xung đột và nhiều người dân tộc Armenia đã phải rời bỏ nhà cửa vì lo sợ bị chính phủ Azerbaijan áp bức. Trong khi đó, có mối lo ngại về việc liệu quyền và cuộc sống của những người dân tộc Armenia còn lại trong khu vực có được bảo vệ hay không. Mới đây, Tòa án Công lý Quốc tế thông báo rằng Armenia đã yêu cầu Tòa án Thế giới chỉ ra các biện pháp tạm thời để Azerbaijan duy trì và bảo vệ quyền lực của mình. Cụ thể, Armenia yêu cầu Azerbaijan kiềm chế thực hiện bất kỳ biện pháp nào có thể vi phạm Công ước Quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc. Armenia cũng yêu cầu Azerbaijan kiềm chế mọi hành động nhằm di dời người dân tộc Armenia ở Nagorno-Karabakh. Bangladesh đang trải qua đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết tồi tệ nhất từ trước đến nay, với số người chết vì căn bệnh truyền nhiễm này lên tới 900 người. Sốt xuất huyết là một bệnh do muỗi truyền gây sốt cao và đau đầu dữ dội cũng như đau khớp và cơ. Số liệu thống kê mới nhất được Tổ chức Y tế Thế giới công bố ngày 24 tháng 9 đưa tổng số ca tử vong ở Bangladesh lên mức kỷ lục 909 ca. Các quan chức Tổ chức Y tế Thế giới cho biết dịch bệnh này đang lan tràn khắp cả nước. Cơ quan Y tế của quốc gia Nam Á này lưu ý rằng đợt bùng phát bắt đầu vào khoảng tháng 5, sớm hơn thường lệ. Họ cho biết hơn 133.000 người đã bị nhiễm bệnh tính đến ngày 4 tháng 9. Con số này tăng khoảng 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang góp phần làm lây lan bệnh sốt xuất huyết và các bệnh khác do virus chuyển qua muỗi gây ra. Lực lượng bảo vệ bờ biển Italia đã giải cứu 177 người, trong đó có 27 thủy thủ đoàn khỏi một chiếc phà bốc cháy khi đang di chuyển từ đảo Lampedusa đến Porto Empedocle ở Sicily. Trong một tuyên bố, lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết chiếc phà chở 83 người di cư được chuyển từ Lampedusa trong số các hành khách. Tất cả hành khách đã được chuyển sang tàu bảo vệ bờ biển Di Ciotti và đang trên đường đến Porto Empedocle, ngoại trừ 3 người quay trở lại Lampedusa. Là một phần của hoạt động cứu hộ, lực lượng bảo vệ bờ biển đã sử dụng vòi phun nước để làm mát các bộ phận của chiếc phà bị ảnh hưởng bởi đám cháy bùng phát ở phòng máy. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày thu cuối tháng 9, sóng ruồi trên những cung đường dẫn về xã miền đồi huyện Lạc Sơn, ai cũng phải trầm trồ trước cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp với những thửa ruộng bậc thang như những đường viền chạy dài về phía rừng xanh. Nét đẹp của những thửa ruộng bậc thang đã mang đến cho vùng đất này những vẻ đẹp kỳ vĩ thơ mộng với một sắc màu riêng. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nét đẹp ruộng bậc thang xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn qua phóng sự sau. Trên những cung đường dẫn về các xóm, Thượng Riêng, Gióm Bái, Vôi Hạ thuộc xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn. Nhìn từ xa, các thửa ruộng bậc thang uốn lượn mềm mại như những dải lụa vàng xếp tầng xếp lớp, men theo sườn đồi, nối tiếp nhau, óng ánh trong nắng vàng rực rỡ. Để có được tuyệt tác này, phải kể đến mồ hôi, công sức lao động của biết bao thế hệ người dân nơi đây.
bằng sự cẩn mẫn, họ đã kiến tạo nên hơn 300 hectare ruộng bậc thang trên đồi, trên núi. Đó cũng là nguồn cung cấp lương thực ổn định cho trên 140 hộ dân với gần 700 nhân khẩu ở xã Miền Đồi. Mỗi mùa, ruộng bậc thang xã Miền Đồi lại mang một vẻ đẹp riêng. Nắm bắt được những tiềm năng lợi thế này, nhân dân trong xã Miền Đồi đã biết tận dụng ưu thế của ruộng bậc thang để phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo tồn và lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc này. Hiện nay thì chúng tôi cũng đã quy hoạch các cái vùng sản xuất và quy hoạch các cái vùng để giữ gìn cái bản sắc ruộng bậc thang này. Ở hiện nay là những xóm Thượng Riêng với xóm Giám Bái là chúng tôi cũng có cái phải chuyển đổi để nó đáp ứng cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay, nhưng mà có cái thì cũng giữ gìn là cái bản sắc văn hóa của cái việc sản xuất của bà con nhân dân. Trong tiết trời những ngày thu cuối tháng 9, xã Miền Đồi như được khoác lên những chiếc áo vàng mềm mại, đứng từ trên cao chiêm ngưỡng ruộng bậc thang Miền Đồi như những sóng vàng đang chuyển động, chạy dài uốn lượn. Chiều về, mặt trời chênh chếch trên đỉnh núi chiếu nắng vàng xuống những thửa ruộng bậc thang, khiến cho màu vàng càng thêm rực rỡ. Trên những thửa ruộng bậc thang, mỗi năm nhân dân xã Miền Đồi thực hiện canh tác sản xuất hai vụ, gồm vụ chiêm xuân và vụ hè thu. Những năm gần đây, việc canh tác sản xuất đã có nhiều tích cực nhờ áp dụng tốt các khoa học kỹ thuật. Sản lượng bình quân mỗi vụ đạt khoảng 40 đến 45 tạ một hecta. Qua đó không chỉ góp phần đảm bảo lương thực mà còn nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân địa phương. Bà con nhân dân cũng mong muốn là cái được trên quan tâm xem xét đây là về cái chỗ cơ sở xóm cũng có cái nhiều nay trao đổi là cái ruộng và cái phong cảnh của xóm để mà sau này có cái ở trên là quan tâm để mà làm có cái du lịch phát triển cho người dân và cơ sở xóm được hưởng lợi nhiều cái để thuận lợi hơn cho vẻ đẹp càng ngày càng được giữ gìn và khang trang hơn. Những thửa ruộng bậc thang trải dài là sự kỳ công, là thành quả lao động, chinh phục tự nhiên của con người. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp ruộng bậc thang xã Miền Đồi, mỗi người sẽ có những trải nghiệm khác nhau về cảnh sắc và con người nơi đây. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn xem lại chương trình trên trang website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Kính chào, tạm biệt.